Xin chào các bạn đang theo dõi kênh video của xe điện Motor Điện. Video chuyên về phụ tùng xe 3 4 bánh. Video hôm nay xin giới thiệu đến các bạn một cái hộp số 4 tiến 1 lùi tích hợp đầu bơm ben. Nó phù hợp cho các bạn chế xe 3 4 bánh có đổ thùng. Có đổ thùng các bạn nhé, có lật đổ thùng. Các cái loại xe chở vật liệu, xe chở rác. Rất là phù hợp và đầy đủ luôn. Đầu tiên thì giới thiệu đến các bạn một cái bộ hộp số. Hộp số này thì nó tích hợp đầy đủ cho các bạn là cái phần cây ben này. Đấy, đầy đủ. Nó vẫn giống như một cái hộp số 5 tạ bình thường, nó có bộ dây cần kéo vào đây. Đấy. Và một cái cần bên trái này, đây cái cần này. Cần này là để đóng mở ben này, để đóng mở chuyển động cho cái bơm ben ở đằng trước này. Đây là phần đầu bơm này. Đấy. Đầu bơm này thì có phần ốc này là đầu dầu ra và phần ốc dưới này là thùng dầu vào này. Đây thông số của cái bơm ấy đây. Các bạn nhìn rõ không? 2000 vòng trên phút tối đa. Và áp lực tối đa là 20 MPa. Đấy. Tiếp theo thì đến những cái bộ van. Đây là những cái bộ van và thùng dầu, dây dầu. Cái van này khi nào các bạn đóng van thì cái ben lên, và khi nào các bạn mở van thì cái ben xuống. Khi các bạn không tác động thì dầu được bơm luân chuyển về thùng. Đây là thùng dầu, thùng dầu này khoảng 7 lít các bạn nhé. Đây là đầu dầu ra, dầu cấp, và đây là dầu hồi. Cái ben này là cái ben 3 tầng dài 75 cm. Các bạn có thể sử dụng cây ben 90 cm, bên mình cũng có bán nhé, hoặc là cây ben 1,5 m, bên mình đều có bán. Ngoài ra để tiết kiệm chi phí thì có một nguyên lý khác nữa. Đối với cái cây ben này thì các bạn nhìn ở trên cái đầu bơm này thì có một đầu ra. Thì đối với cái bơm ben này thì nó chỉ hoạt động khi các bạn đóng cái cần chuyển động ở phía bên kia hộp số. Vì vậy các bạn có thể mua một cái loại van đóng mở bình thường. Có nghĩa là khi các bạn mở van thì cây ben đẩy lên, khi các bạn đóng van thì cây ben đứng im. Đấy. Và khi các bạn xả van thì cây ben tụt xuống. Tuy nhiên nó sẽ đòi hỏi các bạn phải sự kết hợp giữa cái tay số phía bên kia và bên này cái van chia, nó sẽ phức tạp hơn. Giá thành thì có thể rẻ hơn một chút đấy, nhưng mà nó sẽ bị chia làm hai phần thao tác thì nó rất là khó. Thì mình khuyên các bạn nên dùng bộ van này. Đây là bộ van chia này. Van này là van chia một chiều. Đấy, van cấp một chiều đấy. Cái van này có tác dụng là như mình vừa nói thì bình thường nó sẽ bơm tuần hoàn từ bên kia qua bên này và về thùng dầu. Đấy, khi các bạn thao tác ấy, thì dầu nó sẽ ra đây để lên cây ben. Đấy, và khi các bạn mở đường xả thì dầu từ cây ben do chịu áp lực của trọng lượng của thùng xe nó sẽ hồi về. Đấy là nguyên lý của cái bộ van và như vậy. Thì đây chính là một cái combo hoàn chỉnh nhất cho cái bộ
cây ben vật và số lăm tạ này như này nhé các bạn nhé. Đấy, đây chính là một cái combo đầy đủ dây số này, bàn số này, thùng dầu này, cây ben này, các cái giá treo này, dây dầu cấp, dây dầu lên cây ben này, số lăm tạ này, đầu bơm này, và các cái loại ốc dầu khớp nối từ máy. Đây, đây chính là cái khớp nối từ máy vào hộp số. Còn đây phần đầu này chính là khớp ra cầu sau. Thì cái này là mình sẽ tính ngoài. Tất cả các khớp nối từ máy vào số và từ số ra cầu sau thì mình sẽ không tính ở trong cái bộ combo này. Các bạn mua hàng thì xin lưu ý cái vấn đề đó. Hoặc là các bạn cần mua bộ này kết hợp với một bộ xe ba bánh nữa thì bên mình sẽ giới thiệu thêm. Đấy. Video thì đến đây là hết. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Và mọi cái thắc mắc về giá thành sản phẩm mình xin được trả lời phía dưới phần comment. Trả lời luôn trong cái video này thì nó sẽ thay đổi theo từng thời điểm. Do đó là các bạn sẽ có những cái thắc mắc, lúc mình nói nhiều thì giá lại cao lên mà mình nói ít giá thấp đi. Nó không khớp với này thời điểm cho nên mình không báo giá trong video. Mong các bạn chú ý xem ở dưới phần mô tả sản phẩm.